Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Qua 7 năm triển khai thực hiện luật với sự nỗ lực cố gắng và đổi mới phương thức hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp ở tỉnh Hưng Yên có nhiều chuyển biến rõ rệt. Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên đã thảo luận xem xét trên 25.000 báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các cơ quan hữu quan, đảm bảo đúng nội dung trình tự theo quy định. Hoạt động xem xét việc trả lời chất vấn tại các kỳ họp được Hội đồng Nhân dân các cấp quan tâm có nhiều đổi mới, ngày càng chất lượng, nhất là tại Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Hàng năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp xây dựng chương trình giám sát tổng thể của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trên cơ sở đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân chỉ đạo điều hành, phối hợp tổ chức chương trình giám sát bảo đảm chất lượng, thời gian hiệu quả. Từ khi luật hoạt động giám sát có hiệu lực đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức 8 cuộc giám sát chuyên đề. Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện và cấp xã đã tổ chức gần 1.900 cuộc giám sát chuyên đề. Qua giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp có trên 5.900 ý kiến, kiến nghị, đề xuất trên các lĩnh vực chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, giải quyết, xử lý. Hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp chú trọng. Các ban của Hội đồng Nhân dân các cấp đã tiến hành thẩm tra gần 14.000 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận cùng trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo quy định của luật, như công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Hội đồng Nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hoạt động giám sát của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất là việc kết luận giám sát khiếu nại tố cáo cần công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao hoạt động giám sát của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân của Hội đồng Nhân dân cấp huyện, các kiến nghị sửa đổi bổ sung luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên đã tăng cường giám sát chuyên đề đối với các vấn đề được dư luận quan tâm, đẩy mạnh hoạt động chất vấn, giải trình, làm rõ vấn đề phức tạp, bất cập, tích cực theo dõi giám sát đôn đốc, tái giám sát thực hiện kiến nghị giám sát, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân, hoạt động giải trình chất vấn tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân được thực hiện công khai, dân chủ, tập trung vào các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, qua đó có kiến nghị xác đáng để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nội dung được chất vấn giải trình, chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, trong đó chú trọng công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, nhất là giám sát đầu tư công, thực hiện tốt phương châm giám sát thường xuyên phải toàn diện, giám sát chuyên đề phải có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để lắng nghe, thu thập và tiếp thu được nhiều ý kiến từ chính các cử tri, những người chịu sự tác động trực tiếp hoặc thụ hưởng các chính sách đặc thù mà nghị quyết của Hội đồng Nhân dân ban hành, đảm bảo các nghị quyết ban hành thực sự đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện tốt hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri để đảm bảo các kiến nghị của cử tri được giải quyết một cách căn bản, thấu đáo. Nâng cao chất lượng hoạt động của các ban, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hoạt động của các ban phải thực sự chuyên nghiệp, là cánh tay đắc lực của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công. Báo cáo thẩm tra của các ban phải khẳng định được sự cần thiết, căn cứ pháp lý, thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân, phải là nguồn cung cấp thông tin cho đại biểu trong quá trình thảo luận, nghị quyết đảm bảo tính khả thi, tính thực tiễn của nghị quyết được ban hành. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cần bám sát chủ trương, định hướng lãnh đạo của cấp ủy, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân nói chung, hoạt động giám sát nói riêng. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có năng lực, tâm huyết, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được nhân dân giao phó, đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các đơn vị có liên quan đến hoạt động giám sát thực hiện nghiêm
chấp hành đầy đủ các nội dung liên quan đến trách nhiệm và quyền của cơ quan, đơn vị, chịu sự giám sát, bảo đảm hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân theo quy định.